Hòa Minzy mỗi lần dự tiệc là lúc đi hết mình, lúc phải hết hồn. Cứ mỗi khi Hòa Minzy lên đồ thông báo đổ bộ tiệc cưới hay sinh nhật của bạn bè là cư dân mạng dần dần chấm hóng xem ảnh lúc quẩy hết mình sẽ như thế nào, cũng ăn diện lộng lẫy và sang chảnh như bao khách mời. Thế nhưng khi bắt đúng tần số thì Hòa Minzy nhanh chóng biến hình lầy lội khó ai đọ lại. Hậu màn quẩy tại đám cưới Puka, nữ ca sĩ tiếp tục nhập cuộc vui chơi hết ca hết số ở tiệc sinh nhật của ST Sơn Thạch tối ngày 12 tháng 12. Ở đầu tiệc cô ăn diện chìm chu và trổ tài ca hát khiến lê dương bảo lâm thúy ngân phải trầm trồ. thế nhưng sau khi bắt chung nhịp với lan ngọc, hòa minh di có màn hóa trang cực lầy lội, đội luôn tóc giả để nhún nhảy, chẳng cần tập luyện mà hòa minh di và lan ngọc vẫn có màn biểu diễn vũ điệu bất ổn khớp từng nhịp. hòa minh di đích thị là chiến thần tiệc tùng, cứ xuất hiện là có ngay khoảnh khắc giờ khóc giờ cười. hòa minh di luôn nhiệt tình, chơi tới bến trong ngày vui của bạn bè. Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ lý do muốn vui chơi hết cỡ tại ngày vui của các đồng nghiệp là để sau này cũng được đáp lại tương tự. Khi cư dân mạng tranh cãi cho rằng Hòa Minh Di làm những hành động đánh mất hình tượng nghệ sĩ, cô đáp trả, hình tượng là gì nhở, hình tượng chị trước giờ chưa bao giờ là sang trọng, lịch sự hay hiền ngoan ấy. Chị thực sự vẫn luôn là một cô bé hoạt bát, quậy, lầy mà ta, chị đi đám cưới của bạn, nên căn bản chị nghĩ chị và mọi người vui vẻ là trên hết. Còn chị đi diễn mà lố bịch trên sân khấu thì chị hoàn toàn nhận lời góp ý.